cho xe nâng nhắc lên. Ô thế cái xe kia của chú Mạnh chỉ được có một cái bánh lồng một cái hả? Thế thôi. Mà không đi. Có khi phải làm 3 chuyến đấy. Dạ. Làm 2 chuyến nhỉ? Không có cái bia kia trước kia thì để được 2 cái. Chào mừng bà con trở lại với Facebook Cày Chảo Vũ Hải trong buổi chiều ngày hôm nay. Lồng cho Mitsubishi GX36 máy đời mới nhập khẩu của Nhật lên đường về với lồng bấm lên đường về với lại chú Mạnh này. Mitsubishi GX36. Đây em đóng lồng là lồng vê bơi bản lệch nhé. Chiều ngang của bánh lồng đây. Đó. Nan thì bằng sắt thôi chứ không phải là bằng inox đâu nhá. Anh em nhìn này tưởng inox là chết đấy. Em không làm inox đâu. Nhiều anh em cứ quảng cáo là nan inox nhưng mà em thì em sắt trắng anh em nhá. Nó là sắt thôi. Nói thẳng với anh em là sắt chứ không là cứ bảo anh em inox rồi bán cho anh em rồi bảo là làm cái sắt sắt trắng này bảo là inox là tính tiền nó ngại người ra. Đây, em toàn bộ tất cả chi tiết để làm bánh lồng này em hoàn toàn là 100% là sắt. Đấy. Nan là bản 3x7 anh em nhá. Đấy, anh em nào làm bánh lồng này cứ 3x7 mà dã, chạy cực ngầu. Xe đẹp thế. Đến bao giờ cháu phải được con như này chạy. Em chào anh Ngô Dương Hợi quên. Chào anh Si Giang nhá. Em chào tất cả mọi người. Chuyến mới hết được. Nào nên làm chuyến cày chảo nữa này em.
cái này chả buộc chả chạy được, và không buộc chả chạy được. Ơ con này của chú lại đầu cao hơn nhỉ? Đâu mới hạ bánh thôi. À hạ bánh xuống. Nó lại dốc vào đằng đuôi. Làm mới năm nay đấy. Cái đầu làm thế này thì tháo hồ chắc. Đấy. Cháu đóng là toàn đóng ốp V này kiểu này. Đây hôm nọ cắt cắt đây này. Cắt đây thì hạ xuống nhưng mà rồi chú mình chú ý nó tháo nó đâu đó. Cắt là rồi nhưng mà không đứt được con thế này nữa. Vậy lại hạ. Vâng, đúng rồi. Ngại quá này. Thôi kệ chú, làm chuyến này chuyến sau uống nước thẻ. Đây còn một cái nữa anh em. Xe công này hơi to nên là chỉ chở được có thế thôi. Các bộ phận khác nhà em vẫn đang tiếp tục lên chảo. Còn đây, dàn vun luống hai chảo đang chuẩn bị hình thành để lên đường đi bù lốp, bù đăng Bình Phước.